Ủa, anh Hưng mới tới hả? Ừ. Công việc ổn chứ? Dạ ổn anh. À, tụi em đang tập trung công suất để làm hết tốc lực luôn, chắc là kịp tiến độ á. Vậy hả? À. Vội vàng tới mức á, mà áo bảo hộ chưa cài nút sao? Anh kia, lại đây. Hai cậu nhìn nè, áo ở trong á thì dính hồ, mồ hôi đầm đìa, còn áo bảo hộ ở ngoài á thì mới tinh. Mấy cậu thấy tôi tới á, rồi mới cho mặt đúng không? Chuyện gì vậy? Đau quá. Nhẹ tay đau, đau quá. Nhắc nhở nhiều lần rồi. Sao để bị té vậy? Cậu Toàn, lấy xe của tôi á, chở anh này vô bệnh viện gấp. Dạ. Đây anh em, lại đây phụ tôi một tay. Dạ. Chở anh Tiến đi vô bệnh viện. Nhanh lên. Nhẹ thôi. Cô nhìn đi, móc cài chưa kỹ nè, rồi giàn giáo bị nghiêng đó, làm sao mà người ta không ngã? Bây giờ nghe lời tôi, kêu tất cả anh em tạm ngừng lại, kiểm tra giàn giáo, thiết bị, rồi đồ bảo hộ nữa. Nhưng mà nếu anh làm như vậy á, sẽ không kịp tiến độ đâu. Không có nhân nhị gì hết á, an toàn lao động là trên hết. Bây giờ anh ra ngoài nói một công nhân lấy xe máy chở tôi vô bệnh viện, tôi muốn trực tiếp coi tình hình của anh công nhân hồi nãy coi sao. Dạ. Alo, anh ơi, bây giờ người nhà của công nhân bị nạn á, họ quậy sùm á, họ gọi thường. Bây giờ mình phải tính sao hả anh? Cậu bình tĩnh đi, tôi sẽ tìm cách giải quyết. Quậy đâu cậu, ra gặp tao, ra đây. Trốn hả? Anh đến nhanh lên nha, họ quậy sùm ở đây hết trơn á nha anh. Được rồi, mấy chuyện này thằng Trung sẽ giải quyết xong ngay. À, có chuyện gì không anh? Ông trốn hả? Ông thuê công nhân rồi không đảm bảo an toàn lao động cho người ta, rồi bây giờ em tôi bị vậy, ông đổi thường nó làm ẩu là sao? Bây giờ bồi thường đi, không bồi thường không để yên cho ông. Bồi thường. Anh bình tĩnh lại đi, công ty có cách giải quyết mà. Giải quyết cái gì? Để biết còn đâu. Ông bồi thường cho tôi. Đi, đi. Số của tôi hả? Anh ơi, bồi thường lại. Không có được đánh người. Anh làm gì vậy? Mày là thằng nào? Tôi là Trung, đại diện ban lãnh đạo công ty. Anh bình tĩnh đi. Trung không mày? Tôi nói không nghe hả?